Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nhân Vi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích vũ trụ Skeletonian tập 67, nhưng mà là phần 3, phần mới các bạn ơi. Ok các bạn ơi, anh Titan Cameraman đang bị G-Man tấn công các bạn ạ. Ui, hơi bị nguy hiểm nha các bạn nha. Và các bạn ơi, trước khi vào cái video này, các bạn hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, giúp mình có động lực làm nó thật nhiều video hay hơn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem video thế nào. Anh Titan Cameraman đang bị hy sinh các bạn ơi. Spiderman ở đây nhưng mà không cứu được các bạn ạ. Trời ơi, Spiderman đang bị thương rất nặng luôn, muốn cứu cũng không cứu được luôn các bạn ơi. Ôi không, chúng ta xem tiếp nào. Ui, Titan Cameraman đã hy sinh rồi. Đột nhiên Titan TV Man xuất hiện các bạn ơi. Nhà khoa học hôm nay mi chạy đi đâu? Ui, phần ba các bạn ơi, Titan TV Man xuất hiện. Ui, chẳng bùng bục cái màn hình TV của tên sờ cơ bên trong nét nhà khoa học đúng không các bạn ạ. Sau đó phá bỏ lớp áo giáp của nó các bạn ơi, tấn công nồi quỳnh phu đi ai trả thù cho Titan Cameraman. Đột nhiên tên G-Man từ đằng sau hắn xuất hiện các bạn ơi. Bọn Skeletonian bọn chúng chỉ giỏi đánh nhãn thôi, chứ thực ra nếu mà đánh 1-1 thì không thắng được đâu. Kể cả anh Titan Cameraman cũng vậy, cũng bị tên G-Man này chơi xấu các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau xem tiếp nha. Tấn công, đây là tấn công anh Titan Cameraman em hay nhảy lên đấm một cái các bạn ơi. Ui nó bay ra ngoài xa nổ tung luôn. Bây giờ chỉ còn một mình tên nhà khoa học thế thôi các bạn ơi. Ấy, ui mà tên G-Man này hắn chưa bị ông sai qua đây hắn bỏ chạy. Anh đấy TV Man tung sức mạnh nhanh bạn ơi. Ơi tấn công với tên nhà khoa học một cái. Ui nào thẳng vào nhà khoa học các bạn ơi. Tên nhà khoa học làm sao đây? Này thì nhà khoa học này đúng rồi. Cho nó gây răng đi anh Titan TV Man. Ui mà nhà khoa học hắn xiên vào người anh Titan TV Man các bạn ơi. Giờ mình xem nha. Ui giời ơi, nhưng mà anh ấy mạnh hơn, anh ấy không sao. Và bây giờ thì nhà khoa học chính thức đã hy sinh. Nhưng mà khoan các bạn ơi, anh Titan Cameraman cũng đã hy sinh rồi các bạn ạ. Spiderman không cứu được Titan TV Man, chỉ cần đến sớm một tí thôi là đã cứu được anh Titan Cameraman các bạn ơi. Buồn quá các bạn ơi. Hơi buồn nha. Được rồi, chúng ta sẽ đến một cái video tiếp theo. Video này cũng cực kỳ hay luôn, các bạn nhớ theo dõi hết nha các bạn nha. Rồi, kia là bọn Skeletonian chặt trâu các bạn ơi. Ui, chuyện gì xảy ra vậy các bạn ơi? Ui, đây là vũ khí của anh Cameraman thì phải các bạn ạ. Ui, chuyện gì xảy ra vậy? Ui, bọn nó đang trêu đùa vũ khí của anh Titan Cameraman này các bạn ơi. Đây là một phòng thí nghiệm, một nơi căn cứ của bọn Skeletonian các bạn ạ. Đấy, vì là vũ trụ Skeletonian các bạn ơi, nên là Titan Cameraman này đã bị bắt rồi các bạn ạ. Ôi không, anh ấy còn bị tháo hết vũ khí lên đấy chứ các bạn ơi. Anh ấy bị trói bởi dây xích các bạn ơi. Ui, mấy tên Skeletonian chả trâu vào thì thấy ui, tên nhà khoa học và một tên Skeletonian khác đang như kiểu là đang cố gắng kiểu như là sửa chữa. Ui không, bọn chúng cũng phải sửa chữa. Bọn chúng cấy cái con Skeletonian ký sinh trùng này các bạn ơi. Bọn chúng cấy vào người bên trong anh Titan Cameraman. Ui không, ui không Titan Cameraman ở trong vũ trụ Skeletonian này đã bị Skeletonian điều khiển rồi các bạn ơi. Ui ghê chưa các bạn ơi. Ui ngực ánh này có cái đồng hồ này, chỗ này có cái đồng hồ này ảo thế nhỉ. Ui được lắc ghép thêm bộ phận mới đồng hồ các bạn ạ. Ui chết rồi, thế thì chiến binh mày mạnh lắm các bạn ơi. Đám được thêm cả cánh quạt nữa này. Ui bọn Skeletonian của nó nâng cấp ghê quá các bạn ơi. Ui ghê chưa các bạn ơi. Ui bây giờ mà chúng nó tháo cái dây xích ra rồi các bạn ơi. Ui các bạn nhìn này, đẹp chưa. Titan Cameraman ở trong vũ trụ Skeletonian này đã được nâng cấp cực mạnh các bạn ơi. Nhưng mà nó đang ở trong đội Skeletonian các bạn ạ. Ui anh ấy bay chất chưa các bạn ơi. What the, sức mạnh của tia sét luôn này. Ui không, đấy thì nhà khoa học này chính hắn đã tạo ra Titan Cameraman này. Ui cái đầu nó thay bằng cái đầu khác các bạn ạ. Ui thay cái đầu khác rồi. Ui không các bạn ơi. Ui mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nha. Ui Titan Cameraman này mạnh quá. Đây là chỗ anh Spiderman. Spiderman không biết rằng Titan Cameraman đã bị Skeletonian điều khiển đâu các bạn ạ. Thôi xong, cái anh ra thì bị Titan Cameraman tiêu diệt hết thôi. Ấy,
biết ngay mà. Ui đáp một cái, ui giời ơi, mới anh ấy tiêu luôn các bạn ơi. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi tiếp cái phần tiếp theo của video này nha. Hay thật đấy các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái video khác các bạn ạ. Nào đây, vũ trụ sở cơ bionet tiếp theo nào. Video này cũng cực kỳ hay các bạn ạ. Trên kênh Nhân Huy toàn video hay thôi. Nên chứng minh cameraman đang lái xe các bạn ơi, đang đi tìm sở cơ bionet. Thì cái tên sở cơ bionet phản bội Z-Man, hắn đang trốn ở đây các bạn ơi. À, tấn công nó, tấn công nó. Ui giời ơi, tưởng nó thế nào, ui nó không sao các bạn ơi. Ui, nó khua một cái, mấy anh cameraman có ổn không các bạn ơi. Có vẻ như mấy anh cameraman đang hy sinh. Nhưng mà ở nơi khác, ui có những anh cameraman này đang tấn công các bạn ơi. Nhìn ngầu thật sự luôn các bạn ạ. Chất thật đây. Ui tấn công nó. Rồi 45 anh cameraman các bạn nhìn kìa. Ui chất thật sự luôn. Ủa không, mà khoan, bên trên có một con sở cơ bionet. Ui rồi. Ui rồi xong rồi, mấy anh cameraman bẻ đấy sức chống cự hơi yếu các bạn ơi, thế là không thu được. Nhưng mà khoan, what the hell. Ui ui bạn ơi. Ui chiến binh mới. Ui các bạn ơi, chiến binh vũ trụ siêu cấp luôn. What the, chiến binh có thanh gươm hay. Ui anh ấy phóng một ánh sáng này bạn này. Thôi à, anh ấy cũng là người đeo đồng hồ các bạn ơi. Mà người đồng hồ chất hơn các bạn ơi, người đồng hồ vũ trụ luôn. Ui giời ơi, hay thế nhỉ. Anh ấy đóng băng một thời gian là các bạn. Ui hay quá các bạn ơi. À đây 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 đây, bên này người đeo đồng hồ này. Vậy đúng vậy, ai là người đóng băng thời gian đây. Ui người đeo đồng hồ gì, một cái đầu không máy sụp 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 quay. Hay là bị sờ cơm đi thôi, nét điều khiển rồi. Ui nhưng mà nói chung là video này cũng rất là hay đúng không. Còn tiếp nha, to be continue, còn tiếp các bạn nha. Đấy chiến binh mới này. Ấy các bạn có thấy thích video này không? Mọi người nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo các bạn nha. Nhớ like ủng hộ mình nữa. Tiếp theo một video khác về sở cơ bionet, cũng là vũ trụ sở cơ bionet các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau xem nha. Ấy bồn cầu đầu cameraman, bồn cầu đầu titan cameraman. Ngoái ghê quá các bạn ơi. Trong cái vũ trụ này thì bồn cầu đầu cameraman là kẻ xấu các bạn nha. Đấy còn đây hai chiến binh tốt bụng của chúng ta. Siêu anh hùng già các bạn ơi. Đây là các chiến binh già nhà khoa học. Tấu hài vãi. Ghê đấy, già vậy mà vẫn đi chiến đấu được, nhà khoa học máu quá các bạn ơi. Ghê quá. Spiderman rồi. Spiderman chính là anh Z-Man đẹp trai đấy. Nhìn anh này ngầu hơn luôn các bạn ơi. Nhìn chất hơn. Đấy nhưng mà mặt anh hiền như vậy là anh không phải là kẻ xấu các bạn nha. Rồi ok, trận chiến bắt đầu, tấn công. Ui hai thanh niên này đang tấn công vào bồn cầu đầu cameraman. À bồn cầu đầu cameraman bị làm gì đây. Ui bị nhà khoa học tấn công. À bồn cầu đầu cameraman phóng ra một cái vũ khí, một cái chất độc các bạn ơi. Ui anh nhà khoa học đã bị chấn thương rồi. À ui đột nhiên tôi bị comment xong đấy các bạn ơi. Z-Man xuất hiện. Ui Z-Man nhanh lắm các bạn ơi, nó tấn công mạnh quá các bạn ơi. Bồn cầu đầu cameraman đã bị thương các bạn ạ. Ây à, sau đó đến được tên nhà khoa học tiếp tục xông đến. Hắn quyết tâm xông đến nhưng mà hắn bị bồn cầu đầu cameraman tấn công các bạn ơi, nó đã bị thương. Ui lại thêm một cái bồn cầu đầu cameraman nữa xuất hiện. Và bây giờ nhà khoa học, bây giờ anh ấy sẽ bị chiếu cái màn hình TV này vào. Ui what the hell. Trời ơi cái video đấy cũng rất là hay luôn các bạn ơi. What the, nhưng mà đang xem thì hết mất rồi. Mọi người nhớ bật đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo nha. Đấy, mọi người chỉ cần ấn một lần thôi. Nhưng mà Nhâm Ribi cứ nhắc các bạn nhiều lần như vậy, nhưng các bạn quên nha các bạn nha. Ok, rồi chúng ta sẽ đến video tiếp theo. Người đầu máy mũi khoan các bạn ơi, đang sửa cái đồng hồ các bạn ạ. À, không biết cái video này các bạn xem chưa thì các bạn nhỉ. Ồ, anh người đầu đồng hồ này đã tỉnh lại rồi các bạn nha. Hay quá các bạn ơi, like, cảm ơn anh rất nhiều luôn. Đột nhiên một bàn tay khổng lồ, đó chính là bàn tay của tên sở cơ bionet nhà khoa học và hai tên cảnh sát này các bạn ơi. Hình như chúng ta xem video này rồi đúng không các bạn ơi. Ui ui ui, cái cảnh sát đã bị tấn công. À chúng ta xem rồi nhưng mà các bạn đừng bỏ qua nha, có phần 2 của cái tập này rồi các bạn ạ. À ấy sở cơ bionet mũi khoan tấn công tên nhà khoa học các bạn ơi. Đấy thế là một chút bỏ chạy đây. Wow mình nhớ rồi, thế này chúng ta xem rồi, đây là tập tiếp theo của cái phần này nha. Đấy chuyển cảnh quay về cái chỗ căn cứ của người đầu máy mũi khoan. Đấy tên nhà khoa học hắn đã bỏ chạy đấy các bạn ạ. Đấy về nơi căn cứ của anh người đầu máy mũi khoan này các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa, đấy là căn cứ của anh người đầu máy mũi khoan đấy. Ui nhưng mà khoan, tên nhà khoa học này hắn dám đến tiếp các bạn ạ. Hắn cử hai tên sở cơ bionet cảnh sát này đến tấn công. Nhưng mà khoan, quân đội của chúng ta, what the what the Titan Spiderman công nghệ ngầu lòi các bạn ơi, rơi ngón tay thối ra. Nhà khoa học lại một lần nữa phải bỏ chạy thôi các bạn ơi.
Hay lắm các bạn ạ. Không biết là hắn bỏ chạy hay là sao hắn gọi người đến giúp đỡ đây các bạn ơi. Chúng ta nhớ theo dõi nha các bạn nha. Thì nhân BB xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn nếu thấy yêu quý mình, nếu thấy thích cái video này của nhân BB, các bạn nhớ ấn like, bình luận bên dưới và đặc biệt là ấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình nha các bạn nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh nhân BB. Ok, nhớ nha các bạn nha.